Mẹ Trúc bị giảm cân là bị giảm 14 kg. Thì anh Hải bài sử dụng như sau, là đầu tiên là em sẽ cho mẹ dùng Wellness Set trước. Em cho mẹ dùng 3 hộp và uống uống sau bữa ăn thay cho cơm, mỗi ngày 3 tới 4 ly. Thì thời gian đầu 2 cái tuần đầu tiên á là mẹ sử dụng Wellness Set thôi, và sau khi ăn sáng mà không ăn gì liên quan tới tinh bột hết thì mẹ uống 1 ly. Rồi đi bán với chợ về, chưa về tới nhà là ba nấu ăn sẵn thì mẹ cũng ăn đồ ăn, rồi mẹ uống thêm 1 ly nữa. Thay vì mẹ ăn cơm thì mẹ sử dụng 1 ly Wellness. Rồi buổi chiều á thì thời gian đầu chút mua thêm Wellness bao gửi về cho mẹ nữa, thì nói mẹ xế xế mà có đói bụng á thì mẹ ăn cái thanh đó là mẹ sẽ không đói đâu. Rồi tối cũng như vậy, ăn thức ăn và uống thêm 1 ly Wellness nữa. Mà lúc đó mẹ nói: "Ủa bây giờ mẹ xuống Wellness thôi hả?" Thì chúng mới nói là: "Mẹ bây giờ mẹ có thương tụi con không? Thì bây giờ mẹ ăn cái gì mà mẹ sống thôi, chứ mẹ ăn tùm lum, ăn không có yêu ý mẹ, là bây giờ con ở xa rồi, con không thích nghe những cái tin gì mà con không có tập trung được công việc, con đang rất là muốn thành công trong cái công việc của con, nên mẹ thương con, mẹ thương ba thì mẹ ăn cái gì là mẹ sống nha." Cái mẹ cũng thương, mẹ cũng rất là tuân thủ, mẹ em rất là tuân thủ cái món đồ sử dụng Wellness. Mẹ em không có dùng cơm, cũng không dùng tinh bột. Đôi khi mẹ thiền á, mẹ nói, mẹ cũng gọi rồi mẹ nói: "Ôi mẹ muốn đi ăn cơm hủ tiếu à." Cái nó không được, giờ mẹ làm sao để cho cái lượng đường của mẹ nó ổn đã, rồi mình có sức khỏe sau này mình ăn những cái món mình thích nó không sao. Còn bây giờ mẹ thương con, mẹ đừng có ăn gì hết, mẹ sử dụng Wellness thôi. Với lại lúc đó em cũng lừa mẹ em nói là sếp của con á đang sử dụng mẹ để làm thí nghiệm cho sản phẩm á nha, nên nếu là sản phẩm này mua rất là tốn tiền, 850 ngàn một hộp, nên nếu mà mẹ không có dùng đúng á thì tội anh đã cho mẹ sử dụng miễn phí để trải nghiệm sản phẩm rồi, mẹ không tuân thủ. Cái mẹ em cũng thấy vậy nên mẹ em sử dụng rất là tuân thủ. Và sau 2 tuần lúc mà đi khám là mẹ em bị nặng á, là bác sĩ hỏi em là có điều kiện không, tại vì sắp tới là mình phải tiêm insulin. Thì điều kiện để tiêm insulin thì nếu mà phải tiêm liên tục thì em thật không có điều kiện. Nhưng mà lúc đi khám lại á thì cái cô mà đọc kết quả cho mẹ em á là cổ mở mắt kính ra, cổ coi lại cái kết quả, cô hỏi: "Ủa chị ơi sao chị cải thiện tốt quá, chị có dùng cái gì ngoài thuốc không?" Thì mẹ em thì không biết tiếng Anh tiếng gì đâu, mẹ em là hồi xưa gia đình của mẹ em chỉ học tới lớp 3 thôi, chữ mẹ cũng không biết, số mẹ em cũng không rành. Mẹ em có nói là: "Con tôi mới cho dùng cái Wellness gì đó." Thì tôi dùng cái đó thôi, thì bác sĩ nói mẹ em là cải thiện rất là tốt. Rồi giờ thức sức khỏe của mẹ em thì mẹ em vẫn duy trì cái chế độ sử dụng Wellness như vậy, nhưng mà giờ mẹ thèm cơm á, giống như mấy chục năm nay ở quê mà mình người lao động nữa, mình chỉ có ăn cơm để sống thôi, nên bỏ cơm thì mẹ em không có làm được lâu dài, nên giờ mẹ em cũng dùng mỗi ngày nửa chén tới một chén cơm. Nhưng mà lượng đường của mẹ bây giờ thì em cũng hay gọi về hỏi lắm, là cứ bạc 130 hơn tí xíu, 130 hơn tí xíu. Khám tái khám ở ngoài quê thì nói là nếu mà cứ duy trì tốt cái chế độ ăn uống như vậy á thì mình có thể ngưng thuốc cũng được, nhưng mà mình phải đi tái khám liên tục để mình kiểm tra cái lượng đường huyết. Rồi đó là về mẹ em. Rồi khi mà em nghe chị Chu Thị Tố Trinh chị chia sẻ là Ủa, ba chị bị bớt cái ăn lúc ăn đầu á, dạ. cái lúc đầu là mẹ em lượng đường bao nhiêu, cái lúc mà phát À, hiện lúc mà phát hiện là lượng đường 248 rồi 248 xuống còn 130 nữa. dạ, trong vòng 2 tuần nha, chứ không phải lâu đâu, trong vòng 2 tuần sử dụng Wellness mà không ăn cơm. À mọi người lưu ý, có một số bạn á, inbox cho em nói rằng á, sao em cũng tư vấn cho người quen của em dùng Wellness giống như vậy chị vậy đó, nhưng mà người quen của em không có bớt nhiều như chị nói. Rồi có người còn nói là dùng đâu có bớt đâu, tăng nữa. Vậy thì hôm nay em giải thích cái lý do luôn. Bởi vì khi mà mình bị tiểu đường á, một cái chén cơm đó là nguy hiểm, nó tương đương với cả chén đường luôn. Nên là mẹ em là tuân thủ Wellness ở đây, nó không phải là thuốc, nó không có đặc trị về tiểu đường, nhưng mà về mẹ em dùng Wellness nên mẹ em bỏ cơm được, nên đó nó đem lại cái kết quả tốt. Bởi vì mình suy nghĩ là cái chén đường chén cơm của mình nè, cái lượng đường nó là 30, thì cái Wellness của mình á, cái lượng đường nó 5 thôi, thì khi mình dùng Wellness thay cho cơm thì rõ ràng cái lượng đường của mình nó sẽ được giảm xuống. Còn những người mà không tuân thủ, mình vừa vừa dùng cơm,
mình vừa sử dụng thêm que nét nữa thì có nghĩa là mình đang 30, mình cộng thêm 5 nữa thì nó lại tăng lên. Hoặc là mình không có ngân được cơm mà mình dùng que nét cũng không được nhiều, vậy thì nó không có cải thiện được. Vậy thì ở đây em nói là que nét nó không có chữa cho mình, nhưng mà que nét nó giúp cho mình no, nó giúp cho mình có dinh dưỡng, nó giúp cho mình không có thèm ăn vặt. Mà mỗi khi mình đói mình thèm thì cái món đầu tiên mình thèm là mình thèm tinh bột, món tiếp theo mình thèm là mình thèm ngọt. Nhưng mà que nét nó giúp cho mình vượt qua được cái đó mà mình vẫn có cái sức khỏe. Da của mẹ em bây giờ cũng đẹp lắm. Nhiều cô bạn bè ở ngoài quê của bạn em, cô của mẹ em á, thấy mẹ em da đẹp cũng mua dùng. Mỗi tháng mẹ em cũng nhờ em á đặt giùm cho mẹ tới mấy bộ để mẹ chia cho những người quen bạn bè của mẹ. Rồi vì vậy á, khi em thấy em đặt cho mẹ em cũng không có quà, nên em nói những cái bạn mà con của mẹ em á hoặc là người quen của mẹ em á, là mình mở thẻ đi cũng được mua giá gốc, mà công ty con tặng quà gì á con lấy vào đó con tặng cho mấy cô nữa. Rồi em thấy công việc này có cơ hội kiếm thêm thu nhập mà ai cũng có thể làm được, cái em nói mẹ phải giới thiệu cái cơ hội con đang làm á cho nhiều người, giới thiệu cho họ số điện thoại của con là được. Thì hiện tại em cũng đang giúp cho một cô mà bạn cũng bị em cũng lớn tuổi rồi, mà công việc của cô là bán vé số, một ngày cô đi bán cả ngày luôn, cô được có 80.000 à. Nhưng mà tháng vừa rồi cô làm lên á, cô đó là tên là cô Phụng, chắc là cô Phụng cũng đang coi chương trình này. Cô Phụng siêng lắm, em dạy cái gì là sau khi dạy xong là cô Phụng thức, cô Phụng đi ra vỡ. Cô Phụng cũng mong là cô Phụng thay đổi được cuộc sống của cô Phụng, không đi bán vé số cực nữa. Thì em và những người mà trong đội nhóm của em bảo trợ của cô Thuận á, của cô Phụng là chị Thuận á, cũng đang nỗ lực giúp cho cô Phụng cũng là người đồng hương của mình không có còn khó khăn nữa. Mà cô cũng chia sẻ được quen nét cho một số người quen của cô. Thì cái giá trị và sức khỏe của quen nét đó là em cực kỳ trân trọng. Nên khi em chia sẻ về quen nét trong đội nhóm đó, thì em nói công việc này mình vào đây mình không còn bán lẻ gì hết. Mọi người ơi, mình thấy trong gia đình thiếu cái gì đó, thì mình mua mình dùng. Với lại mình thấy thương ba mẹ của mình thì mình nên báo hiếu đi. Bởi vì cái giá trị về sức khỏe khi này mình không làm thì khi khác mình cũng sẽ làm. Bây giờ mình không mua cái này cho ba mẹ mình dùng thì đến một lúc nào đó mình cũng sẽ mua những cái khác, nó mắc tiền hơn. Thay vì mình đầu tư sức khỏe cho ba mẹ mình sớm thì sau này ba mẹ mình có sức khỏe, mình đỡ phải lo ba mẹ mình mắc những cái căn bệnh nặng, mình tốn tiền nhiều. Và mình vào đây á, chắc chắn với mấy bạn bỏ tiền ra, mấy bạn đầu tư sức khỏe cho ba mẹ mình rồi, mà mình khó khăn nữa thì cái động lực kiếm tiền của các bạn sẽ lớn hơn. Thì các bạn trong nhóm của em thì đã có một số bạn, mà cũng nhiều bạn rồi, biết được cái hiệu quả của Wellness và đầu tư cho ba mẹ của mình. Thì càng ngày càng nhiều câu chuyện Wellness có trong đội nhóm, thì càng ngày nhóm em càng đi theo Wellness nhiều hơn. Và khi đi theo Wellness nhiều thì chia sẻ được cho rất là nhiều người cũng sử dụng Wellness, bởi vì mình có cái trải nghiệm và mình có cái niềm tin. Mà cái trải nghiệm đó nó không đâu xa xôi hết, mà ngay từ những người thân của mình rồi những thành viên trong đội nhóm của mình, thì cái niềm tin của mình nó sẽ càng ngày càng lớn. Nên em thấy đến với Wellness là một cái điều rất là tuyệt vời. Em không thu nhập của em tháng này cũng được hơn 30 triệu, trong khi em mới làm có tháng 7, 8, 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, 6 tháng. Mà ngày đầu tiên em bước vào Oriplan với ý đồ thì cực kỳ xấu, nhưng mà Oriplan cho em những thứ mà cực kỳ tuyệt vời, đó là giá trị về sức khỏe cho mẹ của em là điểm trân trọng nhất, rồi giá trị về thu nhập của em, rồi vui hơn nữa là em có thể giúp được cho những cái người quen của mình có được thu nhập trong công việc này, rồi họ cũng làm giống như em, họ có sức khỏe cho ba mẹ họ, họ có thu nhập cho bản thân họ, rồi họ có những cái người thân, người quen, những cái người cùng chí hướng với họ trong công việc này. Thì những người nào cùng mục tiêu á thì làm việc với nhau nó rất là ok, và đội nhóm thì rất là vui. Mọi người thời gian trước mọi người thức khuya làm việc với em, mọi người không có quen đâu, nhưng mà bây giờ đến 10:30 mà cảm thấy em không có online, không có điểm danh á, là mọi người cứ chú ơi hôm nay có học không, chú ơi mà có nhiều lúc là coi livestream xong cái em đi ăn á, em chưa có kịp xuất hiện là mọi người réo liền. Thì đó là cái giá trị về tình cảm nữa khi mình làm cái công việc này. Gia đình thứ hai. Dạ, giống như ở Oriflame á, em tìm được cái giá trị sức khỏe cho gia đình mình, em tìm được cái ước mơ cho bản thân mình, và em tìm được thêm một cái gia đình mà khi mở xa ba mẹ em có được cái điều đó thì em rất là trân trọng. Và
muốn chia sẻ cái điều này thật là nhiều cho bạn bè của em. Bây giờ bạn bè của em ai hỏi em cũng chia sẻ rất là nhiệt tình rồi. Nhưng mà cái nỗ lực của em không phải dễ dàng đâu. 6 tháng mà đã có thu nhập 30 triệu á, thì em cũng phải nỗ lực, không có ngày thứ bảy, không có ngày chủ nhật, lúc nào cũng tập trung cho công việc cả. Rồi đôi lúc bạn bè rủ đi chơi, đi karaoke như trước đây á, thì cũng từ chối. Thì có một anh bạn của em thì tên là Kim Bum, em cũng đang rất là muốn rủ anh vào công việc này, nhưng mà anh cứ rủ em đi chơi hoài à, mà em thì từ chối đi chơi. Anh mới nói em là Trúc ơi, em có nghĩ là đến một ngày nào đó khi em kiếm được một đống tiền rồi em quay lại, tại vì em không còn ai nữa không, giống như em, anh rủ em mà em cứ từ chối đi chơi với anh hoài. Cái ảnh là thông với em lắm, em nói anh ơi anh mơ đi, anh nghĩ sao mà em cô đơn vậy, anh có biết bây giờ em đang có 500 anh em trong đội nhóm của em không, anh vào đội của em thì còn được, chứ anh đừng có mơ mà nghĩ đến việc em cô đơn. Thì khi mà anh thấy được Trúc làm có kết quả trong công việc này á, thì bản thân anh còn quê lắm. Tại vì ngày đầu tiên Trúc vào công việc này, cái người đầu tiên Trúc đổ là ảnh, thì ảnh tạt nguyên cái gắm xôi vô mặt mình luôn. Anh nói thôi đi nha, làm gì làm, nghĩ sao đổi làm đa cấp vậy, em mà nói công việc này với anh một lần nữa là tình cảm 12 năm nay dẹp luôn. Nhưng mà khi Trúc có được thu nhập trong công việc này, cái bạn của ảnh ở ngoài quê cũng làm chung, có được thu nhập trong công việc này, cái bác ảnh bắt đầu giới thiệu một đứa em mà làm chung điều dưỡng với ảnh. Kêu Trúc, Trúc anh có đứa em này nè, nó cũng chưa có thu nhập cao đâu, em bày nó làm đi. Đó là nhưng ngoài cái nghĩ sắp tới tôi sẽ đủ được ảnh vào công việc này để hai anh em không có gây nhau về cái việc mà đủ đi chơi không đi nữa. Nãy em nói Tố Trinh cái gì? À, chị Tố Trinh á, là ba của chị Tố Trinh là vừa bị lao vừa bị phổi, là phải sử dụng thuốc liên tục. Nhưng mà chú sử dụng thuốc nhiều quá cái chú ngán. Và khi chị Tố Trinh gửi Wellness về á, thì ba của chị bỏ cuốn bên kia mà cuốn Wellness thôi. Cái chú là không sử dụng thuốc lâu quá, cái chú sợ, cái chú cũng đi tái khám. Vì đi tái khám thì chú nhận được cái kết quả bất ngờ là sao, lao chú cũng bớt mà phổi chú cũng sạch. Cái em nghe được điều đó em mừng quá, bởi vì nhà em là buôn bán sữa, là ba em nấu sữa 20 năm nay rồi mà nấu bằng củi á, nên là hít khói nhiều lắm, tay bị ho liên tục không bớt, nên em cũng lo lắm. Em đã cho em đi khám tổng quát rất là nhiều lần. Tự nhiên em nghe về cái trường hợp của ba chị Tố Trinh á, là ngay lập tức em gọi điện thoại về cho ba, nói ba lấy về nét của mẹ và uống ngày nào uống cho con, ngày nào ba mẹ cũng phải nhắc nhau uống về nét giùm con nha. Rồi ba em tháng chạy tay cũng uống, tại vì bản thân ba em cũng rất là sợ bệnh. Rồi giờ ba em gọi vô nó là dạo này tao mập lên nữa nè, dạo này tao khỏe lắm nè, bình thường tao đi tập thể dục á là tao tập nhanh mệt lắm, cũng đóng 5 ngàn như người ta mà tao tập chừng nửa là tao nghỉ à. Nhưng mà dạo này tao đóng 5 ngàn là tao tập hết 5 ngàn. Ba em hồi quê á là từ ngày mà sử dụng Wellness á là mỗi ngày là đóng 5 ngàn, hai anh chị dắt nhau đi tập thể dục. Giờ ba mẹ em có cuộc sống mà khỏe mà vui lắm, giờ con cái cũng kiếm được thu nhập nên ba mẹ cũng không có còn lo nhiều. Giờ tụi em chỉ nhắc nhở ba mẹ chăm sóc sức khỏe thôi. Nên là sử dụng Wellness nó bắt đầu đi chia sẻ. Lúc trước là tôi tập nửa buổi tôi nghỉ thôi nha, mà bữa nay con Trúc lại là dùng cái từ Wellness mà em không biết Wellness ở đâu mà cứ nói Wellness gì đó mà chia sẻ cực kỳ tốt đó. Mà bữa nay tôi đi tập hết 5 ngày rồi, mấy bữa là tập 2 ngày rưỡi là nghỉ.